giới thiệu cho các bạn một căn nhà này rất là đặc biệt luôn. Các bạn có biết vì sao mà lối vào nó có hai cái cửa này không? Tại vì căn nhà này là 2 trong 1, mua một mà được hai. Căn nhà này là nó có một cái nhà riêng, nó gọi là ensuite ở bên này, có phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm riêng biệt hoàn toàn, cửa riêng luôn các bạn, ở đi bên này. Còn nếu mà mình muốn vào khu phần chính của căn nhà thì mình đi bên này. Wow. Căn nhà này là được xây của Village Builders, một builder khá là mới. Khá là không phải mới nhưng mà khá là không có phải là kiểu như là độ phủ không có nhiều như những căn nhà Ly đã từng giới thiệu. Nhưng mà cái Village Builder này đặc điểm rất là hay là cái căn nhà mẫu model home mà các bạn đang coi này này là sẽ y hệt y chang căn nhà inventory house mà các bạn sẽ mua. Thường thường á, các builder khác người ta sẽ làm nhà mẫu, người ta upgrade đủ thứ hết lên để cho mình là đến mình wow, mình thấy đẹp. Nhưng mà thật ra cái căn nhà thực tế thì nó sẽ không có đẹp được bằng khá là nhiều ấy. Với riêng với Village Builders, với builder này á, là họ build cái nhà mẫu như thế nào thì cái nhà thật sự các bạn nhận được nó y chang như thế, không có một chút, không cần thêm tiền upgrade gì hết. Ok, bây giờ Ly sẽ đi đến cái phần cái căn phòng mà cái nhà phụ ấy, mà Ly mới nói đến ở đầu video. Cái này rất là một cái kiểu xây mà Ly chưa thấy builder nào mà xây kiểu như này luôn. Đây, nó có lối đi riêng của nó, cái cửa này đó, các bạn thấy không, mở ra là lối đi riêng này. Vào thì có riêng phòng khách, riêng phòng bếp luôn, riêng phòng tắm rất là bự, khá là good size của phòng tắm này, và riêng một cái phòng ngủ master. Thì căn nhà này tổng cộng là có 4 phòng ngủ tính cả phòng này nha các bạn. Nó có closet, tủ để đồ riêng. Thì căn nhà này rất là thích hợp nếu mà mình như kiểu là mình mua căn nhà mà mình hơi thiếu tiền một chút thì mình sẽ cho thuê lại nguyên cái này, khách đi riêng, mọi thứ là riêng, không ảnh hưởng gì đến nhà mình hết. Hoặc là nếu mà bạn nào mà ở có như kiểu họ hàng ở chung, anh chị em ở chung, mua chung, rồi bố mẹ ở chung chẳng hạn, thì nếu mà muốn có sự riêng tư á, là mình sẽ làm như này, nó rất là riêng tư. Nấu riêng, lúc nào mình thích thì mình qua ăn ké bố mẹ thôi. Kiểu vậy các bạn. Đó. Rồi còn ở phía bên này thì sẽ là cái phần chính của căn nhà nha, cũng rất là đẹp, dễ thương. Đi hết cái hallway thì hai bên này là những cái phòng ngủ bé ở bên này, còn đây là không gian chính. Đó là mình Ly rất là thích nguyên cả một cái phần cửa này, nhà này 60 feet mà tiền nên là nó rất là dài, rất là good size. Thì nguyên cái phần cửa nó dài như thế này. Đó. Họ cũng không còn phòng dining nữa nha các bạn. Dining là cũng là ngồi chính ở đây, một cái bàn dining rất là lớn ở đây, 10 ghế luôn. Rồi là Ly thích nhất cái phần mặt tiền này các bạn. Đây, mặt tiền này rồi. Kính họ làm suốt như này, nếu mà là Ly thì Ly không có để rèm như này đâu. Ly để như này thôi này. Đó, mình nhìn được ở bên ngoài rất là nhiều. Bếp ở đây Ly thấy cũng rất là dễ thương, họ làm cái phần mặt đá này nó trồi ra như này thì lúc mà bình thường mình kê ghế thụt vào bên trong cũng rất là đẹp. Này, nguyên cái dàn bếp ở trên này. Màu họ làm cũng liền một màu, nhưng mà riêng cái đảo, cái island này thì họ sơn màu đậm hơn cho nổi bật với cả cái mặt đá. Ở trong này có một cái chỗ phần riêng mình để coffee, để rượu, xây sẵn đá kệ cho mình rồi, chỉ việc đến lắp đồ trang trí mà thôi. Closet cũng rất là good size, rất là bự. Trong này. Rồi bây giờ mình đi coi phòng master nha. Đây cho các bạn coi lại một lần nữa view từ phòng khách, view từ phòng bếp nhìn ra phòng khách rất là sáng. Trời, phòng master cũng có cửa cao rất là đẹp sáng. Đấy, nhìn ra ở cái phần cái lake á, một cái lake nhỏ họ đào để cho community nó có thêm những cái cảnh quan của thiên nhiên, hồ này kia. Xa xa là nhà máy đó các bạn, không biết có phải nhà máy Tesla không nữa. Community này vẫn là community mà chung với cả cái khu vực Fushio, là có nhà máy của Elon Musk. Tesla mới mua đây nha các bạn. Elon Musk ông cũng mua mình đất ngay kế đây luôn này các bạn. Muốn làm hàng xóm với Elon Musk thì liên hệ team của Ly nha. Rồi, ở đây là phòng cái shower này good size ghê luôn á, rất là bự luôn. Đây cũng riêng hai cái sinh cho vợ với chồng. Ở bên này là tủ quần áo. Tủ quần áo thì là mình dùng chung, hồ tủ quần áo bự á. Nên trong này cũng good size lắm này. Đó, Ly đứng nhỏ xíu trong tủ quần áo này tha hồ cho chị em anh em mua sắm đồ nha. Nhà vệ sinh họ cũng làm riêng như thế này ở trong này.
Đây Ly cho các bạn coi cái floor plan ở đây nha. Là 2.800 square feet, giá tiền là 550.000. Nghe y chang như cái nhà của các bạn xem nha. Là đã có tất cả những mọi thứ upgrade ở trong này rồi đó. Thì khi mà mình đi từ cửa vào này, đó là mình đi vào nguyên cái khu, nguyên cái phía bên này là cái ensuite, là một, giống như một cái apartment nhỏ riêng biệt tách biệt ở bên này, cửa riêng của nó này. Rồi, cái phía gara này cũng rất là lớn. Rồi mình vào thì có bedroom 1, 2, 3, bedroom này tính thêm bedroom của cái apartment nhỏ nữa là 4 bedroom tất cả. Thì nguyên ở phía này là family room, phòng khách này kia. Đó là cái như các bạn đang coi, và các bạn nhìn cái phần cửa nó rộng không? Nó rất là rộng, nó rộng hơn một nửa cái diện tích của cái nhà luôn á. Là mình sẽ nhìn ra được cả một cái patio rất là đẹp ở ngoài. Rồi, cho các bạn coi nốt hai cái phòng ngủ. Ở đây nữa, đây là phòng tắm chung Jack and Jill. Đây là phòng ngủ bé cho trẻ con, cho mấy đứa nhóc. Phòng ngủ này có cái kiểu giường bed này, nó gọi là day bed đấy các bạn. Cũng rất là dễ thương. Nếu mà con mà nhỏ nhỏ ấy, mình có thể dùng cái giường kiểu này. Rồi đấy là Ly đã dẫn các bạn một vòng quanh một cái ngôi nhà rất là độc đáo, và có nguyên một cái apartment, tức là họ xây riêng một cái nhà con ở bên trong cái nhà bự, để cho là nếu mà ai mà có thể ở đấy là nó có cái sự riêng tư tách biệt ra, chẳng hạn như là mình cho thuê riêng chỗ đấy cũng không vấn đề gì, tại vì đi cửa riêng. Rồi thứ hai là ví dụ như nếu mà các bạn có cùng với người nhà như là ba mẹ chồng, ba mẹ vợ hay là này kia, thì là họ cũng có cái sự riêng tư ở đó, mình có cái sự riêng tư trong căn nhà của mình, nhưng mà vẫn có những không gian chung, ngoài sân vườn này kia, enjoy chung những thứ cùng nhau được, rất là hay. Thì căn nhà này là 2.800 square feet, là khoảng tầm 280 m² là diện tích ở nha các bạn. Còn giá tiền là 550.000 đô, và Village Builder là một cái builder rất là hay, là họ xây cái căn nhà mẫu như nào là nhà mà họ giao cho mình sẽ y chang như thế, không khác một chút nào hết, không cần phải trả thêm một chút tiền upgrade nào cả. Thế thì các bạn yên tâm là mình mua cái builder này là căn nhà mình sẽ y chang như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video này của Ly. Nếu mà bạn nào, anh chị em nào quan tâm đến việc mua nhà ở Houston, Texas và những khu vực phụ cận á, thì có thể liên hệ với team của Ly ở trên contact này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ly. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.